Trong bối cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm về tội danh rửa tiền diễn ra vào chiều ngày 25 tháng 9, một tình tiết gây sốc đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận. Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan đã thừa nhận việc mở 3 thẻ tín dụng nhưng lại không thể nhớ rõ số lượng và hạn mức chi tiêu. Trước tình huống này, bà Trương Mỹ Lan đã lên tiếng biện minh cho chồng, cho rằng ông đang gặp vấn đề về tinh thần. Liệu lời biện minh của bà Trương Mỹ Lan có thực sự là một cách để che giấu những khía cạnh sâu xa hơn của vụ án? Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bà Trương Mỹ Lan, chồng tôi có vấn đề về tinh thần. Trong bối cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm với tội danh rửa tiền diễn ra vào chiều ngày 25 tháng 9, một trong những tình tiết nổi bật đã thu hút sự chú ý của dư luận là lời khai gây sốc của ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Lan. Trước sự truy vấn của Viện Kiểm sát về việc sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã lên tiếng biện minh cho chồng, cho rằng ông có vấn đề về tinh thần và không thể nhớ chính xác các thông tin liên quan đến vụ án. Ông Chu Lập Cơ trong phần khai báo của mình đã thừa nhận việc mở thẻ tín dụng nhưng không thể nhớ rõ về số lượng cũng như hạn mức chi tiêu. Khi đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi về số thẻ tín dụng mà ông đã mở tại ngân hàng SCB, ông chỉ đơn giản cho biết rằng mình không nhớ và tôn trọng cáo trạng đã quy kết. Dù hạn mức mỗi thẻ là 10 tỷ đồng, ông cũng không thể xác nhận số tiền đã tiêu trong tháng. Viện Kiểm sát đã tiếp tục truy vấn về nguồn tiền nộp vào các thẻ tín dụng. Trước câu hỏi này, ông Cơ khẳng định rằng mình không sử dụng thẻ mở tại ngân hàng SCB mà chỉ sử dụng các thẻ tín dụng mở tại Hồng Kông. Tuy nhiên, sự trái ngược trong lời khai của ông đã khiến Viện Kiểm sát khó hiểu. Khi được hỏi tại sao trước đó lại thừa nhận việc chi tiêu từ các thẻ tín dụng của SCB, ông đã giải thích rằng ông không biết rằng 3 thẻ tín dụng này liên quan đến bà Trương Mỹ Lan mà chỉ nghĩ chúng được mở bởi văn phòng công ty tại Việt Nam. Trước những lời khai của chồng, bà Trương Mỹ Lan không đồng ý và cho rằng ông Cơ đã bị ảnh hưởng tâm lý do bị tạm giam hơn 2 năm. Bà nhấn mạnh, chồng bị cáo bị tạm giam hơn 2 năm rồi nên tinh thần chịu ảnh hưởng, anh ấy không nhớ nên nói sử dụng 3 thẻ của SCB. Bà cũng cho biết chỉ có 2 thẻ tín dụng là Visa và Master được phát hành từ SCB cho ông Cơ, trong khi ông chủ yếu sử dụng thẻ mở tại nước ngoài. Bà còn cho biết rằng việc chồng mình sử dụng các thẻ tín dụng SCB là do sự vận động của bà nhằm ủng hộ cho ngân hàng này. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà cho rằng mình bị oan khi bị truy tố về tội tham mô tài sản trong giai đoạn 1. Bị cáo không bao giờ nghĩ sẽ rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay. Đâu có một người nào tham ô mà toàn bộ tài sản nằm hết ở ngân hàng SCB. Làm sao có người tham ô mà không có đồng nào? Lời bà Lan thốt lên thể hiện sự bức xúc và bất bình của mình. Khi Viện Kiểm sát hỏi bà Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB về việc tại sao cần xin ý kiến của bà Trương Mỹ Lan trong việc trả nợ các khoản vay, bà Dung đã giải thích rằng khi lên nhậm chức, bà đã nhận bàn giao từ các lãnh đạo cũ, trong đó có chỉ dẫn liên quan đến bà Lan từ bà Nguyễn Phương Hồng, cựu thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng. Về vấn đề này, bà Dung khẳng định rằng nếu không có ý kiến của bà Lan thì việc giải ngân để trả nợ cho các ngân hàng khác là không thể thực hiện. Tình huống này đã đặt ra câu hỏi lớn về sự phụ thuộc và sự quản lý tài chính trong nội bộ của ngân hàng, cũng như vai trò của các lãnh đạo trong việc kiểm soát các khoản chi tiêu lớn. Những diễn biến trong phiên tòa không chỉ phản ánh sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa các bị cáo mà còn làm nổi bật những vấn đề pháp lý và đạo đức trong việc quản lý tài chính tại các tổ chức lớn. Sự xuất hiện của các thẻ tín dụng, nguồn tiền và việc sử dụng chúng đang dần hé lộ một bức tranh phức tạp hơn về vụ án mà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đang phải đối mặt. Những lời khai, sự chất vấn và phản biện tại phiên tòa đã và đang khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi ai thực sự là người chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài chính tại ngân hàng SCB và liệu những người đứng đầu có thực sự hiểu rõ về nguồn gốc và cách thức chi tiêu của các khoản tiền lớn hay không. Phiên tòa này không chỉ là một cuộc đấu tranh pháp lý đơn thuần mà còn là bài học sâu sắc về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng khai về việc rửa tiền. Cũng tại phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm về tội rửa tiền diễn ra trong ngày 25 tháng 9, bà Trương Mỹ Lan đã có những phát biểu mạnh mẽ về vai trò của mình và chồng là ông Chu Lập Cơ trong vụ án. Những lời khai của bà không chỉ gây chú ý mà còn mở ra nhiều khía cạnh mới trong vụ án này. Bà Trương Mỹ Lan khẳng định rằng số tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với số tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Theo bà, đây là một điểm quan trọng để hội đồng xét xử xem xét lại các cáo buộc đối với bà. Bị cáo chỉ mong hội đồng xét xử xem xét lại số tiền cáo buộc chịu trách nhiệm trong tội rửa tiền là 445.000 tỷ đồng.
Tôi cho rằng trong xuyên suốt 10 năm, chỉ có những hành vi như đã thể hiện giống như ở trong giai đoạn 1 của vụ án, bà nói. Khi hội đồng xét xử hỏi bà về những lời khai của các bị cáo nguyên là thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan cho biết mình tôn trọng họ và không có ý kiến phản bác. Điều này thể hiện sự chuyên nghiệp và thái độ kiềm chế của bà trong một tình huống căng thẳng. Bà cũng nhấn mạnh rằng không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của mình. Theo bà, những lời khai của các bị cáo như Trương Khánh Hoàng và Trần Thị Mỹ Dung không sai khi một phần tiền được sử dụng để trả nợ cho các khoản vay. Tuy nhiên, bà cho rằng cách diễn đạt của họ có thể gây hiểu lầm và làm xấu đi hình ảnh của mình. Cách nói của các bị cáo này chưa rõ, gây hiểu lầm, làm xấu đi tình trạng của bị cáo, bà nói. Khi được hỏi về việc có sử dụng tiền để trả cho khoản vay cũ cho ngân hàng khác không, bà Trương Mỹ Lan khẳng định rằng công ty Vạn Thịnh Phát không vay ngân hàng khác. Bà cho rằng các khoản vay cũ là của ngân hàng SCB nhằm tái cơ cấu nợ của ngân hàng, chứ không phải để trả nợ cho các khoản vay của công ty Vạn Thịnh Phát. Theo cáo buộc, đối với các mục đích sử dụng dòng tiền, bị cáo mong hội đồng xét xử làm rõ vì không bao giờ vay mượn ai, cũng không lấy danh Vạn Thịnh Phát vay mượn, bà nói. Bà Trương Mỹ Lan cũng khai rằng, do thường xuyên sinh sống ở nước ngoài, bà chủ yếu sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài. Thời điểm đó, lãnh đạo ngân hàng SCB năn nỉ bị cáo mở thẻ tín dụng nên tôi mới mở. Khi chi tiêu thẻ tín dụng, đến hạn thanh toán, tôi đều sử dụng tiền của mình để thanh toán các thẻ này, hoàn toàn không sử dụng tiền của SCB để thanh toán, bà giải thích. Bà cũng nhắc đến tài xế riêng của mình, Bùi Văn Dũng, người được bà giao nhiệm vụ giao nhận tiền. Cậu này không phải là người ham tiền, bà khẳng định. Bà nhấn mạnh rằng số tiền mà tài xế chở đều là tiền của bà, không phải tiền của ngân hàng SCB hay bán trái phiếu mà là từ dự án FDI mà bà đang thực hiện. Theo cáo buộc, sau khi thực hiện hành vi tham ô tài sản của ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền 445.000 tỷ đồng. Điều này khiến bà phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng và phức tạp. Ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan cũng có những lời khai quan trọng. Ông thừa nhận có sử dụng tiền trong các thẻ Visa nhưng cho biết không biết đó là tiền do phạm tội mà có. Bản thân tôi chỉ nghĩ các thẻ của mình được thanh toán từ nguồn tiền do hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Ông khai, cơ quan điều tra xác định rằng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hết 225,5 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng được mở tại ngân hàng SCB. Trong số tiền này, hơn 113 tỷ có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB và gần 32 tỷ là tiền tham ô tài sản cùng các khoản vay chưa được tất toán. Phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận với nhiều câu hỏi xoay quanh các cáo buộc nghiêm trọng. Những lời khai của bà Trương Mỹ Lan, ông Chu Lập Cơ và các bị cáo khác đều cho thấy một bức tranh phức tạp về tài chính và pháp lý mà họ đang đối diện. Bà Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Chu Lập Cơ sẽ tiếp tục phải đối diện với những thách thức lớn trong giai đoạn tiếp theo của phiên tòa. Chồng bà Trương Mỹ Lan được đưa đi kiểm tra sức khỏe trong giai đoạn xét xử vụ án. Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Ông Cơ bị cáo buộc tham gia giúp sức cho vợ trong hành vi rửa tiền với số tiền lên đến hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông. Trong hai ngày xét xử diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 9, hội đồng xét xử vẫn chưa triệu tập ông Cơ lên để xét hỏi. Tuy nhiên, trong phiên tòa, ông đã bày tỏ tình trạng sức khỏe không tốt, khẳng định mình bị bệnh tim và yêu cầu tòa án tạo điều kiện cho mình khám bệnh và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Hội đồng xét xử cho biết đang tiến hành kiểm tra hồ sơ bệnh án của ông Cơ để xem xét khả năng cho phép ông đi khám sức khỏe và sắp xếp lịch trình xét hỏi phù hợp. Đến cuối buổi xét xử, ngày 20 tháng 9, hội đồng xét xử đã thông báo cho luật sư của ông Cơ về việc chấp thuận cho ông đi kiểm tra sức khỏe vào sáng 23 tháng 9. Trong giai đoạn 1 của vụ án, ông Cơ bị cáo buộc đã thực hiện theo chỉ đạo của vợ trong việc lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu. Hành vi này đã gây thiệt hại cho SCB hơn 9.116 tỷ đồng. Kết quả là ông Cơ đã bị tuyên án 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đã có đơn kháng cáo. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, ông Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền mà vợ ông, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào các thẻ tín dụng Visa và Master của ông. Số tiền này được xác định là nguồn thu nhập bất hợp pháp từ hành vi phạm tội của bà Lan. Trong phiên tòa, ông Cơ đã khai nhận về nguồn gốc số tiền trong các thẻ tín dụng. Ông xác nhận đã sử dụng số tiền 33 tỷ đồng này, nhưng khẳng định rằng ông không biết đây là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp. Bản thân bị cáo chỉ nghĩ các thẻ của mình được thanh toán từ nguồn tiền do hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, không biết là từ nguồn tiền bất hợp pháp,
Ông Cơ trình bày, vụ án Vạn Thịnh Phát không chỉ thu hút sự chú ý của dư luận mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của các cá nhân liên quan, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của các nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Giai đoạn tiếp theo của vụ án dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ các hành vi sai phạm và mối liên hệ giữa các bị cáo trong vụ án này. Tình trạng sức khỏe của ông Cơ cùng với các cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về cho vay đã tạo ra những dấu hỏi lớn về cách thức hoạt động tài chính trong các tổ chức liên quan cũng như vai trò của các cá nhân trong các hoạt động này. Một người bạn muốn trả khoản nợ 250 triệu USD thay bà Trương Mỹ Lan. Trong một diễn biến liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại phiên tòa, bà Lan cho biết một người bạn của bà Lan đã sẵn sàng trả khoản nợ 250 triệu USD thay bà, trong bối cảnh bà đang tìm cách khắc phục thiệt hại cho các bị hại trong vụ án. Trong phần xét hỏi, bà Trương Mỹ Lan đã chia sẻ về tòa nhà Capital Place tọa lạc tại số 29 Liễu Giai, Hà Nội mà bà xem là tòa nhà đẹp nhất Hà Nội, có giá trị 1 tỷ USD. Trước đó, bà Lan đã nhờ một người bạn vay nợ từ ngân hàng nước ngoài với số tiền 250 triệu USD để mua tòa nhà này. Tuy nhiên, tòa nhà hiện đã có người trả giá 330 triệu USD. Nếu bà quyết định bán, sau khi trả nợ, bà sẽ chỉ còn khoảng 2.000 tỷ đồng. Vì lý do này, bà Lan đang tìm kiếm nhà đầu tư để có thể bán với giá cao hơn nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, người bào chữa cho một số bị cáo đồng phạm của bà Lan cho biết rằng, người bạn ở Mỹ của bà Lan đã liên hệ với bà với mong muốn trả khoản nợ 250 triệu USD chưa bao gồm lãi tại ngân hàng nước ngoài và nộp thêm 130 triệu USD để khắc phục cho các bị hại. Ban đầu, bà Lan không thể đưa ra quyết định ngay lập tức và cần thời gian để bàn bạc. Tuy nhiên, sau khi nghe luật sư giải thích rằng số tiền 130 triệu USD sẽ được vay mượn để khắc phục thiệt hại cho các nạn nhân, bà Lan đã đồng ý và gửi lời cảm ơn tới người bạn này. Ngoài tòa nhà Capital Place, bà Trương Mỹ Lan còn đề cập đến dự án 6A tại huyện Bình Chánh có diện tích 26 ha. Tại phiên tòa, bà bày tỏ mong muốn hy sinh dự án này và sẵn sàng bán với giá rẻ từ 10.000 đến 20.000 tỷ đồng, chỉ cần có đủ tiền để khắc phục thiệt hại cho các nạn nhân. Theo thông tin từ luật sư, người bạn của bà Lan cũng mong muốn nộp thay bà một khoản tiền nhất định để khắc phục hậu quả, nhưng với điều kiện sẽ được giao quản lý dự án này. Về việc có tiến hành mua bán hay chuyển nhượng dự án hay không, bà Lan cho biết hai bên sẽ trao đổi và thương lượng sau. Tôi luôn mong muốn khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án, chỉ cần người đó có tiền thật và muốn thực hiện dự án, giá trị bao nhiêu tôi không quan tâm, bà Trương Mỹ Lan phát biểu tại tòa. Trong phiên tòa, bà cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những người bạn đã quan tâm, hỗ trợ gia đình bà trong hoàn cảnh khó khăn. Vụ án Vạn Thịnh Phát đã gây chấn động dư luận khi bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị cáo buộc đã sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, có tổng giá trị lên tới 30.869 tỷ đồng. Hành vi của bà Lan và đồng phạm không chỉ gây thiệt hại lớn cho nhiều cá nhân mà còn làm tổn hại đến uy tín của nhiều tổ chức tài chính. Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm còn bị cáo buộc hành vi rửa tiền lên tới 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng qua biên giới. Những cáo buộc này không chỉ nghiêm trọng mà còn đặt ra nhiều vấn đề về quản lý tài chính và bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã yêu cầu các bên liên quan trình bày rõ ràng về các nguồn gốc tài chính cũng như trách nhiệm của các bị cáo trong việc khắc phục thiệt hại cho các nạn nhân. Việc một người bạn sẵn sàng đứng ra trả khoản nợ lớn thay bà Trương Mỹ Lan cho thấy sự phức tạp trong mối quan hệ tài chính cũng như những nỗ lực của bà trong việc tìm kiếm giải pháp để khắc phục hậu quả. Diễn biến tiếp theo của vụ án hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi mà các bên liên quan đều đang tìm cách bảo vệ quyền lợi và làm rõ các trách nhiệm pháp lý trong một vụ án có quy mô lớn và ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều cá nhân và tổ chức. Các thông tin mới nhất từ tòa án sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới khi mà việc xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát đang được tiến hành. Không ngờ bị vướng vào vòng lao lý, ông Chu Lập Cơ đau tim, xin tòa được tái khám. Ngày 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nằm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử bắt đầu ngày xét hỏi đầu tiên đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo liên quan. Tại phiên xét xử hôm qua 19 tháng 9, Hội đồng xét xử đã thẩm vấn lý lịch 34 bị cáo. Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan,
có 18 trên 629 cá nhân tổ chức có mặt tại tòa. Có 35.824 bị hại được hội đồng xét xử vắng mặt, theo thông báo trước đó. Theo đại diện Viện Kiểm sát, tòa án đã thông báo xét xử vắng mặt và đảm bảo quyền lợi theo quy định pháp luật đối với các bị hại. Những tài liệu hồ sơ cũng thu thập đủ, các bị hại có thể theo dõi diễn biến công khai của phiên tòa. Do đó, việc xét xử vắng mặt không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại. Trong trường hợp cần thiết, hội đồng xét xử có thể triệu tập bổ sung. Cũng tại phiên tòa hôm qua, luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng cáo trạng có nêu nguyên nhân bối cảnh phạm tội của các bị cáo có liên quan một số cơ quan nhà nước, nên đề nghị hội đồng xét xử triệu tập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính, Cục Phòng chống rửa tiền và vụ quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước. Đối với đề nghị trên, hội đồng xét xử cho biết đã xác định các cơ quan trên là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án và đã triệu tập nhưng họ vắng mặt. Trong trường hợp cần thiết, hội đồng xét xử sẽ tiếp tục triệu tập ba cơ quan này đến tòa. Đến chiều 19 tháng 9, sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố xong cáo trạng, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, trình bày sức khỏe hiện không tốt do bệnh tim nhưng chưa tái khám theo như chỉ định của bác sĩ. Về vấn đề này, hội đồng xét xử đề nghị bị cáo cung cấp giấy hẹn tái khám, hồ sơ bệnh án để hội đồng xét xử xem xét và tạo điều kiện để bị cáo thăm khám và sắp xếp kế hoạch xét hỏi phù hợp. Theo cáo trạng, đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan đã họp cùng các bị cáo là nhân sự chủ chốt tại SCB, gồm Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Tiến Thành, Hồ Bửu Phương để phát hành 25 gói trái phiếu khống với mục đích tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ. Tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu có giá trị là 30.869 tỷ đồng. Bị cáo Lan và các bị cáo đồng phạm còn bị cáo buộc về hành vi rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB bằng nhiều phương thức để cắt đứt dòng tiền do phạm tội mà có. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ đã giúp sức vợ là bị cáo Trương Mỹ Lan rửa tiền. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc là người chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các bị can và người liên quan tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ đô la, tương đương 106.730 tỷ đồng. Tỷ phú Hồng Kông Chu Lập Cơ và vòng xoáy pháp luật. Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 10. Việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự. Để thực hiện được loạt hành vi phạm tội trên, bà chủ Vạn Thịnh Phát nhận được sự giúp đỡ của nhiều người thân. Người đầu tiên bị kéo vào vòng xoáy pháp luật là ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan. Ông Chu mang quốc tịch Trung Quốc và giữ chức Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại Việt Nam, Times Square. Bị truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3, điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Ông bị cáo buộc đã hỗ trợ bà Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức hóa và sử dụng số tiền phạm pháp lên tới hơn 33 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến ngày khởi tố vụ án vào tháng 10 năm 2022, ông Chu Lập Cơ đã sử dụng các thẻ tín dụng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB phát hành, chi tiêu tới 225 tỷ đồng cho các hoạt động mua sắm và dịch vụ xa xỉ tại nước ngoài. Theo kết quả điều tra, số tiền này không chỉ đến từ các nguồn hợp pháp, mà còn bao gồm cả tiền có được từ các hành vi tham ô và lừa đảo của bà Lan. Ông Chu thừa nhận biết rõ nguồn gốc phạm tội của số tiền này khi bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ tín dụng của ông để chi tiêu. Mặc dù trong quá trình điều tra, ông Chu đã nhận trách nhiệm và nộp lại 19 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, ông vẫn bị truy tố về tội rửa tiền với mức độ nghiêm trọng. Ông Chu không phải là người xa lạ với các phiên tòa xét xử. Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát, ông đã bị kết án 9 năm tù với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm vào năm 2022
nhưng ông Chu đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm hiện vẫn đang được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Việc ông Chu bị cáo buộc rửa tiền và liên quan đến các hoạt động phạm tội của bà Trương Mỹ Lan đã tạo nên một cú sốc lớn trong dư luận. Không chỉ vì ông là chồng của một nữ doanh nhân nổi tiếng, mà còn vì tầm ảnh hưởng của ông trong giới tài chính và đầu tư. Công ty Times Square do ông điều hành không chỉ là một trong những tập đoàn lớn tại Việt Nam mà còn có liên quan đến nhiều dự án đầu tư quan trọng, cả trong và ngoài nước. Ông Chu Lập Cơ không phải là người duy nhất trong gia đình bà Trương Mỹ Lan bị liên đới trong vụ án này. Theo hồ sơ vụ án, nhiều người thân khác trong gia đình bà Lan cũng bị cáo buộc có vai trò trong việc che giấu, hợp thức và rửa tiền. Họ đã giúp bà thực hiện các hoạt động tài chính phức tạp nhằm qua mặt các cơ quan chức năng và tạo điều kiện cho bà Lan thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số những người thân bị điều tra, không ít người đã giữ các chức vụ quan trọng tại các công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc có liên quan đến các giao dịch tài chính của tập đoàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.